Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Viết Thắng, chuyên gia nhà đào tạo trong lĩnh vực đóng gói hàng hóa tại đonggoitietkiem.vn. Trong video clip này tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn túi zip mạc 3kg, kích thước 25x35. Trên tay tôi đang cầm đây là chiếc túi zip mạc kích thước 25x35, có thể đóng gói được trọng lượng hàng hóa tới 3kg hàng hóa. Vâng ạ, trong video clip này tôi xin review cho quý vị và các bạn về một số các đặc điểm của chiếc túi zip kích thước 25x35 này. Đây là một chiếc túi zip khá lớn, đây so sánh với bàn tay tôi đây. Vâng, và các bạn sẽ biết được thêm những cái lợi ích của những chiếc túi như này. Đây là những chiếc túi cao cấp đóng gói tiết kiệm.vn, tổng kho túi zip tại miền Bắc, tại Hà Nội chỉ có phân phối một loại túi zip chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Anh chị em lưu ý, chiếc túi zip chất lượng cao và chiếc túi zip bình thường nó sẽ khác nhau rất nhiều. Trong video clip này tôi sẽ phân tích cho các bạn biết tại sao cần phải sử dụng những chiếc túi zip cao cấp như thế này. Đầu tiên tôi xin nói về đặc điểm của chiếc túi zip kích thước 25x35. Đây là một trong những chiếc túi zip có kích thước lớn nhất trên thị trường, được sản xuất phổ biến. Và đây là chiếc túi zip một mặt bạc một mặt trong. Đầu tiên tôi xin giới thiệu về mặt bạc của chiếc túi zip. Đây là mặt bạc của chiếc túi zip 25x35, được cán lớp tráng bạc, một lớp tráng bạc, lớp nhôm cao cấp. Đây ạ. Vâng, không hoen gì, không ố, không biến chất, không đổi màu trong quá trình sử dụng, vận chuyển và lưu kho, đóng gói hoặc là trưng bày ngoài không khí. Anh chị em lưu ý là rất nhiều đối tác của chúng tôi trước đây đã mua phải những chiếc túi zip kém chất lượng, làm cho cái lớp tráng bạc này bị hoen ố, hoen gì và đổi màu, ố vàng trong quá trình vận chuyển, đóng gói và lưu kho và trưng bày, làm cho cái sản phẩm ở bên trong cái chiếc túi zip này đã bị hỏng và thiệt hại vô cùng lớn về kinh tế. Và họ đã bị thiệt hại rồi ạ. Họ đã bị thiệt hại rồi, nên anh chị em hãy lưu tâm đến vấn đề này, hãy lựa chọn cho mình những chiếc túi zip cao cấp. Mặt tiếp theo nữa là mặt trong, được sản xuất bằng nhựa PA nguyên sinh. Đấy, tôi sẽ review cho các bạn xem một chiếc túi zip lớn như nào. Đây này, các bạn nhìn này, đây là tay tôi cho vào này. Đấy, các bạn nhìn này, hoàn toàn có thể nhìn được sản phẩm ở bên trong, không cần phải mở niêm phong, chúng ta cũng hoàn toàn có thể quan sát được sản phẩm ở bên trong. Và lợi ích của nó là gì? Giúp cho khách hàng có thể nhìn thấy sản phẩm ở bên trong một cách trực quan về màu sắc, kích thước, chủng loại, số lượng ở bên trong, và họ dễ dàng đưa ra cái quyết định mua hàng khi mà họ có thể nhìn thấy sản phẩm họ đang có ý định mua. Đấy là cái lợi ích rất là quan trọng của chiếc túi zip này. Và một cái lợi ích nữa đó là cái khóa miệng bằng zip. Đây là chiếc khóa zip rất là chắc chắn đấy, các bạn xem nhá. Rồi, dày dặn và chắc chắn. Chiếc khóa zip này giúp cho chúng ta tiết kiệm được 60 đến 70% thời gian đóng gói. Các bạn tưởng tượng là 60 đến 70% thời gian đóng gói là bao nhiêu chi phí một tháng nếu như chúng ta đóng một khối lượng hàng lớn. Đấy, chúng ta hãy tiết kiệm cho mình những cái chi phí rất là đơn giản bằng những cái cấu tạo của chiếc túi này. Đấy, 60 đến 70% chi phí đóng gói sẽ được tiết kiệm bởi chiếc túi này. Các bạn nhớ nhé, 60 đến 70% chi phí đóng gói. Và một cái đặc điểm nổi bật của chiếc túi này mà những chiếc túi chất lượng kém không có được, đó là những đường hàn cao cấp, những đường hàn bằng những chiếc máy hàng chục tỷ đồng thì mới có thể hàn được như thế này. Các bạn nhìn nhé. Đấy, bên này rất đều và bằng phẳng. Hai đường hàn đều nhau luôn ạ, các bạn nhìn nhé. Vâng, hai đường hàn đều nhau, hàn đường hàn dưới, hàn đường hàn trên đều nhau, làm cho chiếc túi này có một cái đặc điểm vô cùng quan trọng mà hầu hết những người bán túi zip không để ý, và những người sử dụng túi zip cũng không được tư vấn kỹ, đó là chiếc túi zip cao cấp của chúng tôi khác biệt so với những chiếc túi zip khác là nó có thể sử dụng để đóng gói và có thể sử dụng hút chân không, ngoài ra còn có thể sử dụng để cấp đông sản phẩm. Anh chị em lưu ý này, chiếc túi zip này có thể sử dụng đóng gói hàng khô, có thể sử dụng đóng gói hàng ướt, có thể sử dụng để cấp đông và hút chân không. Nên anh chị em lưu ý đây là một chiếc túi zip vô cùng là nhiều công năng. Đấy, có thể đóng gói được đa dạng hàng hóa, chủng loại hàng hóa. Để sở hữu cho mình những chiếc túi zip tuyệt vời như này và để được tư vấn đóng gói một cách hiệu quả thì hãy liên hệ với đonggoitietkiem.vn thông qua tổng đài 0839 575757.
Tổng kho túi zip tại Hà Nội luôn sẵn hàng và có thể giao ngay, đa dạng về kích thước. Chúng tôi có kích thước từ 100g đến kích thước 5kg sản phẩm. Anh chị em hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất ngày hôm nay và nhận được cái tư vấn đóng gói thông qua tổng đài 0839575757. Hãy subscribe kênh của chúng tôi, ấn vào nút chuông để nhận những cái hướng dẫn sử dụng, những cái tư vấn để làm sao đóng gói bằng chiếc túi này một cách hiệu quả, nhanh chóng và đem lại những cái hiệu quả kinh tế tốt nhất cho các bạn. Hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút chuông để nhận được video tiếp theo của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn.